Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Xin lỗi cô về chuyện tối hôm qua. Tôi xin lỗi. Xin anh Ken đừng làm như vậy. Tôi sẽ không để cô ấy xúc phạm đến cô nữa đâu. Xin cô thứ lỗi cho. Anh Ken à, tôi là người xin lỗi anh thì mới phải. Tôi đã lợi dụng lòng tốt của anh mà không hề hay biết, cho nên bây giờ đã mang tới quá nhiều phiền phức cho anh. Xin anh niệm tình bỏ qua. Cô đâu có lỗi gì. Thật ra những chuyện mà tôi đã làm để giúp đỡ cô là do tôi tự nguyện. Cô cũng không cần phải áy náy. Hơn nữa người phụ nữ đó không phải là vợ của tôi. Tôi xin anh đừng đối xử với chị ấy như vậy. Dù sao đi nữa, hai người cũng đã chung sống với nhau như vợ chồng lâu rồi mà. Chị ấy có khác gì vợ của anh đâu. Anh phải đối xử tốt với chị. Nhưng mà dù sao đi nữa, cô cũng không có quyền làm như vậy với cô. Anh Ken à, chị ấy nói không hề sai. Cho dù hai chúng ta chỉ là bạn bè, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục nhận sự giúp đỡ của anh thì chắc chắn mọi người sẽ dị nghị hai chúng ta. Và tôi hoàn toàn không muốn như vậy. Cô xin à. Anh biết không, thời gian qua tôi đã cố gắng làm việc hết sức của mình, mặc dù tôi không hề biết một chút gì về kinh doanh hết. Tôi biết anh đã phải rất khó khăn mới có thể thu xếp được cho tôi công việc ở ngoài chợ. Thật lòng tôi biết ơn anh rất nhiều. Số tiền này đối với anh chắc là không thấm vào đâu, nhưng đây là tất cả những gì mà tôi có hiện giờ. Tôi mong anh hãy nhận lấy nó. Ô xin à, tôi không hề mong muốn được đền đáp từ những việc mình đã làm. Nhưng mà anh phải nhận lại số tiền này. Ô xin à, tất cả những người đã giúp đỡ tôi, tôi sẽ gặp họ và nói cảm ơn họ một tiếng mới được. Nói vậy cô vẫn muốn tiếp tục công việc có đúng không? Dù sao thì tôi cũng không thể nhận ân huệ của anh nữa. Tôi rất sợ nghe những lời thị phi. Nói gì thì nói, tôi vẫn là vợ của anh Ryuzo. Nếu lỡ sau này anh nghe được những lời không hay đó, thì tôi không biết là anh sẽ nghĩ sao về vợ của mình đây. Nên tôi phải cẩn trọng hơn nữa. Không thể để anh mất niềm tin được. Anh Ken nè, thời gian qua rất cảm ơn anh. Tôi thích công việc này lắm, nhưng để có nó mà tôi phải lợi dụng anh thì tôi đúng là ích kỷ. Anh Ken à, suốt đời này tôi không quên ơn nghĩa của anh đâu. Tôi rất hiểu Oshin. Chuyện gì đã quyết định thì cô sẽ hoàn thành nó bằng mọi giá. Và dĩ nhiên sẽ không có gì có thể ngăn cản được cô hết. Nhưng mà tôi không thể nào nhận cái này được. Cứ coi như tôi đã hoàn thành lời hứa thu xếp công việc cho cô lúc đầu thật suôn sẻ. Không được đâu. Đây là cách duy nhất để tôi bày tỏ thành ý của mình mà. Được, tôi đồng ý nhận lại số tiền. Coi như cô Oshin không còn nợ tôi nữa. Còn cái này là quà của tôi gửi cho Du Ư. Thằng bé chính là niềm an ủi đối với tôi. Nó đã cho tôi biết cảm giác ấm áp của một gia đình như thế nào. Đây là lời cảm ơn của tôi đối với thằng bé. Cảm ơn anh. Mẹ ơi. Chú không còn gặp được con nữa rồi.
Sau này rồi con sẽ trưởng thành, sẽ đến sống cùng ba của con. Ba đâu? Hả? Chào con ha. Ba đâu? Giúp con. Hẹn gặp lại ha. Bây giờ mình đi đâu vậy mẹ? Mình đi chơi hay đi về? Đi chơi. Cô về Yamagata thiệt hả? Chẳng phải là công việc của cô đang dần ổn định rồi hay sao? Quả thiệt là ta rất lo lắng cho mẹ con cô. Dù mạnh mẽ tới đâu nhưng cô phải nhớ mình đang ở trong một thế giới khác. Cũng có thể quyết định như vậy vẫn tốt hơn. Ken đúng là một người đàn ông tốt. Chính vì cô ấy đối xử với cô tốt quá nên ta mới lo ngại. Nhưng không có nghĩa là cô phải quay về Yamagata để trốn tránh. Tại sao không ở lại đây với ta chứ? Mặc dù không làm tốt nhưng cô vẫn có thể giúp ta việc nhà mà, có đúng vậy không? Tiện thể thì lo cho thằng nhỏ luôn, cho đến khi tay cô lành hẳn. Nè bé Vừa, dừng lại, nguy hiểm lắm đó. Vừa à? Không có gì đâu, để tôi canh chừng thằng bé cho. Nhớ canh chừng nó đó. Dạ. Cảm ơn Sachiko. Bà Harada cũng thấy rồi đó. Thật sự cháu vô cùng lo lắng. Nếu cháu và Vô Ương về đây ở sẽ gây phiền phức cho mọi người nhiều lắm. Tưởng là chuyện gì chứ chuyện đó không cần nghĩ. Lần này cháu về Yamagata chủ yếu là nhờ mẹ cháu chăm sóc Vô Ư, còn cháu thì kiếm việc làm ổn định. Đành phải chấp nhận quay về sống dựa dẫm vào mẹ cháu một thời gian. Mẹ cô sẵn lòng mà, được tận tay chăm sóc cháu của mình, chẳng bà ngoại nào đành lòng từ chối hết. Nhưng ở vùng núi hẻo lánh đó có việc gì cho cô chứ? Liệu có tìm được việc phù hợp không hả? Cháu đã chuẩn bị tâm lý, dù cho tình hình có tệ tới đâu, thậm chí có phải đi làm đồng đi chăng nữa, cháu cũng chịu được hết. So với cuộc sống địa ngục ở Saga thì không còn nơi nào tệ hơn được đâu. Trước tới giờ người phụ nữ chỉ quay về đúng một nơi, đó chính là ba mẹ của mình để nương tựa. Vì một thân một mình nuôi con hoàn toàn không đơn giản như người ta thường nghĩ. Từ khi ba cô qua đời, cô chưa lần nào quay về Yamagata, và tính ra cũng đã trải qua 4 năm rồi. Có biết bao thăng trầm đã xảy ra. Cô kết hôn, rồi mang thai, rồi gặp phải trận siêu động đất. Mặc dù chỉ dọn dẹp trong một khoảng thời gian 4 năm ngắn ngủi thôi, nhưng Oshin đã nếm trải đủ mọi khổ nhục trong cuộc đời. Và lúc này dường như cô hoàn toàn kiệt sức. Cô cảm thấy mình quá thất bại khi trở về Yamagata. Có thư không con? Không thấy. Thiệt là kỳ lạ. Mẹ gửi thư cho nó rồi mà. Lẽ ra nó phải viết thư hồi âm cho mẹ chứ. Đến đi, đến đi. Con thấy mẹ lo cũng bằng thừa, chắc gì nó có thời gian nghĩ tới mẹ. Nhưng đã 6 tháng rồi mẹ không nhận được thư từ gì của nó. Mẹ cứ bồn chồn không yên. Mẹ cứ suy nghĩ lung tung làm gì cho mệt. Nó đã có đứa thứ hai rồi, biết đâu bận con nhỏ nên không viết thư được. Sadekichi, đi vô nha. Nè, mang rổ rau vào nhà cho mẹ luôn. Nhanh lên. Mẹ à, thấy mẹ khỏe mạnh con mừng quá. Oshin,
Còn thấy tới giờ làng mình cũng không có gì thay đổi hết. Nhìn nó vẫn y hệt như hồi con còn nhỏ. Con phải ô xin không vậy? Mẹ và anh chị vừa mới nhắc đến con đó. Thấy con về đây mẹ mừng quá. Anh chị vẫn khỏe chứ mẹ? Sao con không báo cho mẹ trước, để mẹ và mọi người ra ngoài ga đón con chứ? Đón con làm gì? Đồ đạc của con cũng chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nói vậy là con sẽ ở đây một thời gian sao? Họ chịu cho con về thăm nhà, mẹ ngạc nhiên thật. Mẹ cũng hơi lo, vì mấy tháng trước mẹ viết thư cũng chẳng thấy hồi âm đâu. Mẹ lo không biết có chuyện gì xảy ra với con nữa. Nhưng bây giờ mẹ yên tâm rồi. Ôi cháu ngoại, ồ cháu lớn nhanh quá. Phải ngồi xuống một đoạn đường dài như vậy mệt không con? Ôi Xuyên, sao không ẵm đứa nhỏ cho mẹ gặp mặt hả? Dạ, chuyện dài lắm, con sẽ kể mẹ nghe sau. Thằng bé Mao lớn quá. Nói vậy là cô ấy quyết định về Yamagata hả? Chuyện này cậu không biết gì sao? Tôi tưởng ngồi xin nói với cậu rồi chứ. Tôi có hỏi nhưng mà cô ấy không nói gì hết. Chính vì vậy tôi mới tìm đến bà. Cô ấy không chịu nói cho tôi biết lý do quyết định ra đi. Cậu nghĩ coi cậu có làm gì cho cô ấy buồn không vậy? Tôi cứ đinh ninh là cô ấy đã tâm sự hết mọi chuyện với cậu rồi. Lỗi là tại tôi hết. Nhưng mà chưa chắc là vì chuyện đó mà cô quyết định ra đi đâu. Ryuzo đúng là một tên tồi tệ. Hắn định để Oshin và Yu-u sống như vậy đến bao giờ chứ? Tôi cũng thấy như vậy. Oshin muốn được sống cùng với chồng của mình, nhưng cậu ấy lại quá tệ bà. Thưa bà chủ, có thư. Cảm ơn. Cậu Ken à, thư của Ryuzo gửi tôi nè. Ôi trời, đúng ngay lúc chúng ta đang nói về cậu ấy nữa. Không thể tin được mà. Đúng là kỳ lạ thì. Cậu ấy hỏi tôi là Oshin có ở nhà của tôi không. Không thể nào. Trong thư cậu ấy nói là cậu ấy không biết tin tức gì về Oshin hết. Làm gì có chuyện đó. Oshin có nói với tôi là đã viết thư kể mọi chuyện cho cậu ấy biết rồi mà. Kìa con trai, sao chưa thay đồ nữa? Con không muốn đi đâu hết á. Giờ con muốn sao? Muốn độc thân tới cuối đời hả? Oshin nó đã quên con rồi thì tại sao con phải nhớ nhung nó để làm cái gì? Ryuzo, khi con sinh thằng Yu-u, mẹ còn có thể tới giúp con. Nhưng mà đến khi con có đứa nhỏ, mẹ không làm gì được. Đứa nhỏ có khỏe không con? Là trai hay gái vậy? Dạ là con gái mẹ. Sao con không ẵm nó theo cho mẹ gặp? Mẹ cũng biết mẹ chồng con chăm, chắc chắn con bé cũng sẽ khỏe mạnh thôi. Nhưng nói gì thì nói, con bé vẫn cần sữa mẹ. Oshin.